chào các bạn, đây là kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật về diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc các chỉ huy của Azov từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Ukraine không khác gì hơn là sự vi phạm trực tiếp các điều khoản của các thỏa thuận hiện có. Hơn nữa, trong trường hợp này, cả phía Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều vi phạm các điều kiện. Ông Peskov nhắc nhớ rằng, theo thỏa thuận, những người này sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc xung đột, đồng thời không ai thông báo cho Nga về việc trao trả các chiến binh. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải thực hiện bước này trong bối cảnh thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận. Ông cũng nhắc nhớ rằng, hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ sớm được tổ chức trong bối cảnh công tác chuẩn bị mà Ankara đang chịu áp lực rất lớn. Bản thân Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, thể hiện sự đoàn kết với Liên minh. Nga hiểu rất rõ điều này. Hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo sẽ được tổ chức tại Vilnius vào ngày 11-12 tháng 7. Chủ đề chính của sự kiện sẽ là tình hình ở Ukraine và việc thành lập Hội đồng Ukraine-NATO cũng đã được lên kế hoạch. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi kết thúc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố trở về Ukraine cùng với 5 chỉ huy của tiểu đoàn Azov ở Nga được công nhận là khủng bố và bị cấm hoạt động. Năm 2022, họ được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine. Theo các thỏa thuận đạt được lúc đó, họ phải ở lại lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc cuộc xung đột. Vào ngày 7 tháng 3 năm ngoái, quân đội Nga đã bao vây Mariupol và đến ngày 21 tháng 4, gần như toàn bộ thành phố đã được giải phóng. Tại nhà máy Azovstal, họ đã phong tỏa hơn 2.000 binh sĩ Ukraine và các chiến binh của tiểu đoàn quốc gia Azov. Vào giữa tháng 5, các chiến binh bắt đầu đầu hàng và vào ngày 20 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu dân cư. Vào tháng 9 năm ngoái, Nga và Ukraine với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức trao đổi tù binh. Theo phía Ukraine, Moscow đã bàn giao 215 người cho Kiev, bao gồm hơn 100 chiến binh và 5 chỉ huy Azov, cũng như 10 lính đánh thuê. Một số người trong số họ vẫn ở Thổ Nhĩ Kỳ cho đến gần đây. Còn quyền người đứng đầu Donetsk, Denis Pushilin cho biết, sau khi trao đổi tù binh với Kiev, 56 người đã được trả tự do, trong đó có 55 quân nhân, 5 người trong số họ từ Donbass, số còn lại là quân nhân Nga. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và đánh chặn 6 quả tên lửa HIMARS trong 24 giờ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 8 tháng 7, các lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay Su-27 của không quân Ukraine gần khu vực định cư Novogrigorovka ở vùng Kherson. Trong khoảng thời gian 24 giờ qua, lực lượng phòng không cũng đã đánh chặn 6 quả tên lửa của hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS, Trung tướng Konashenkov thông báo trong bản cập nhật hàng ngày. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 17 máy bay không người lái UAV của Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, vùng Zaporizhia, vùng Kherson và vùng Suma. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa thị sát các đơn vị quân đội mới thành lập trong cuộc tập trận dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thu được trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu đã kiểm tra việc tổ chức huấn luyện chiến đấu cho các binh sĩ hợp đồng trong các đơn vị quân đội mới thành lập tại các cơ sở huấn luyện của quân khu miền Nam, nhưng không nêu địa điểm chính xác. Tất cả các binh sĩ đã trải qua huấn luyện chiến đấu cá nhân và việc huấn luyện phối hợp tác chiến hiện đang được tiến hành. Các quân nhân được hướng dẫn về chiến thuật, cách sử dụng vũ khí, xe tăng và tập trung vào cách phá hủy các khí tài do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Toàn bộ khóa huấn luyện chiến đấu tăng cường kéo dài 38 ngày, bao gồm các bài tập tác chiến đô thị và tác chiến trong chiến hào. Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh tất cả các khóa huấn luyện đều liên quan đến khí tài quân sự mới và thiết bị hiện đại. Các binh sĩ được các sĩ quan kỳ cựu, những người đã có kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine hướng dẫn. Hồi tháng 6, ông Shoigu cho biết Nga đang tuyển mộ một lực lượng dự bị quy mô lớn. Thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết trung bình có khoảng 1.300 người nhập ngũ theo hợp đồng mỗi ngày. Tổng cộng khoảng 114.000 binh sĩ hợp đồng và 52.000 tình nguyện viên đã nhập ngũ. Nga tuyên bố động viên một phần vào tháng 9 năm 2022, kêu gọi trang bị vũ khí cho khoảng 300.000 quân dự bị với lý do cần bảo vệ tiền tuyến dài trước quân đội Ukraine.
16 đồng minh NATO đã gửi tổng cộng 1.000 binh sĩ tới Litva để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 11-12 tháng 7 ở Vilnius. Bên cạnh đó, nhiều nước cũng đang cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến mà quốc gia vùng Baltic còn thiếu. Tại các ngôi làng giáp biên giới Belarus, người dân địa phương nói rằng họ cảm thấy hoàn toàn an toàn, mặc dù Belarus triển khai vũ khí hạt nhân của Nga và gần đây đã đề nghị tiếp nhận lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Trong mùa hè, Litva đã tăng gấp 3 lực lượng bảo vệ tại biên giới với Belarus và Nga. Lực lượng này được bổ sung từ Latvia và Ba Lan. Hai nước cũng đã cử cảnh sát tuần tra Vilnius. Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 7, Tổng thống Litva Gitana Nausida cho biết sẽ là vô trách nhiệm nếu bầu trời nước này không được bảo vệ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo của 40 quốc gia đến đây họp thượng đỉnh. Đức đã triển khai 12 hệ thống phóng tên lửa Patriot dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hoặc máy bay chiến đấu. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã triển khai hệ thống phòng không NASAMS, Pháp đang gửi pháo tự hành Caesar. Pháp, Phần Lan và Đan Mạch đều cử các máy bay quân sự đến Litva. Vương quốc Anh và Pháp cũng cung cấp khả năng chống máy bay không người lái. Ba Lan và Đức cử lực lượng đặc nhiệm và trực thăng tăng cường. Những quốc gia khác tích cực triển khai các biện pháp để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân tiềm ẩn nào. NATO đã biến thủ đô Vilnius của Litva thành một pháo đài được bảo vệ nghiêm ngặt bằng các loại vũ khí tiên tiến. Tại sân bay Vilnius, 8 bệ phóng tên lửa Patriot do Đức vận hành được triển khai hướng về phía khu vực Kaliningrad của Nga, 2 bệ phóng khác hướng về phía Belarus. Tất cả các bệ phóng đã được đưa vào vận hành từ sáng 7 tháng 7. Thị trưởng thành phố Vilnius yêu cầu người dân ra ngoại ô thành phố ở nếu không muốn cuộc sống bị gián đoạn, do phần lớn trung tâm thành phố sẽ bị phong tỏa cho hội nghị thượng đỉnh NATO. Việc Mỹ quyết định gửi bom chùm cho Ukraine khiến nhiều quốc gia lo ngại, trong đó có cả các đồng minh của Washington. Canada và Vương quốc Anh bày tỏ lo ngại về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp bom chùm cho Ukraine. Cả hai nước đã tái khẳng định cam kết với thỏa thuận của Liên Hợp Quốc về cấm loại vũ khí này và lên tiếng phản đối việc sử dụng chúng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng bom chùm. Ottawa cam kết chấm dứt ảnh hưởng của bom chùm đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em. Tuyên bố của chính phủ Canada được trích dẫn trên đài truyền hình quốc gia CTV ngày 8 tháng 7 nêu rõ. Canada cho biết nước này hoàn toàn tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về cấm bom chùm được thông qua vào năm 2008. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng nhấn mạnh London không ủng hộ việc sử dụng bom chùm. Vương quốc Anh là một bên ký Công ước cấm sản xuất hoặc sử dụng bom chùm và không khuyến khích việc sử dụng chúng, ông Sunak cho biết, đồng thời khẳng định London sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine thông qua các biện pháp khác. Bom chùm là một quả bom nổ trên không trung và giải phóng các quả bom con nhỏ hơn trên một khu vực rộng. Các quả bom nhỏ được thiết kế để tiêu diệt xe tăng và thiết bị hay binh lính. Chúng có thể đánh trúng nhiều mục tiêu cùng một lúc. Bom chùm có tỷ lệ sát thương cao. Hàng nghìn quả bom con chưa phát nổ vẫn tồn tại và khiến nhiều người thiệt mạng trong hàng thập kỷ sau đó. Khi được hỏi về khả năng gây sát thương cho dân thường mà những quả bom chùm do Mỹ sản xuất có thể gây ra ở Ukraine, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói rằng điều tồi tệ nhất đối với dân thường ở Ukraine là Nga sẽ chiến thắng. Ngày 7 tháng 7, Đức tái khẳng định cam kết với Công ước của Liên Hợp Quốc về cấm bom chùm. Áo cũng cảnh báo rằng phương Tây sẽ gửi tín hiệu sai bằng cách đưa loại vũ khí này đến khu vực xung đột. Trong khi Tây Ban Nha nói rằng Ukraine không nên sử dụng loại vũ khí này trong bất kỳ trường hợp nào. Moscow chỉ trích quyết định của Washington là một hành động tuyệt vọng và sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine, nhưng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho những người không tham chiến. Mỹ đã cung cấp số lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nhưng đây là lần đầu tiên Washington quyết định gửi cho nước này bom chùm. Theo giới phân tích, việc chuyển giao lại vũ khí này có thể là bước đi sai lầm của chính quyền Biden. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7 tháng 7 chính thức thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine bom chùm, một động thái gây nhiều tranh cãi vì loại bom này đã bị hơn 120 quốc gia cấm do lo ngại nguy cơ rủi ro đối với dân thường.
Theo giới phân tích, việc chuyển giao loại vũ khí này có thể là bước đi sai lầm của chính quyền Biden. Thất vọng trước cuộc phản công của Ukraine, Mỹ đang tìm mọi cách để đảo ngược kết quả trên chiến trường, trong đó có việc cung cấp loại bom cấm. Điều đáng chú ý là thông báo trên được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Vilnius vào tuần tới. Tại hội nghị này, Mỹ và NATO được cho là đang lên kế hoạch gia tăng vai trò của họ đối với cuộc chiến Nga-Ukraine. Bị đẩy vào thế khó bởi những diễn biến không mong muốn trên chiến trường Ukraine, chính quyền Biden buộc phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn bao giờ hết. Mục đích của việc sử dụng bom chùm là gây sát thương đáng kể cho đối phương. Các quả bom có thể được thả từ máy bay, phóng từ tên lửa hoặc các hệ thống pháo để tiêu diệt xe tăng, trang thiết bị quân sự, nhân lực của đối phương và cùng lúc tấn công nhiều mục tiêu. Nhiều nhà phân tích suy đoán, với quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine trước thềm thượng đỉnh NATO, Mỹ dường như muốn gửi thông điệp tới Nga rằng NATO sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì, hay nói cách khác, họ sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu. Trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 7, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã bảo vệ quyết định gửi bom chùm tới Ukraine, coi đây là một biện pháp ngăn chặn thảm họa quân sự. Nguy cơ dân thường bị tổn hại sẽ rất lớn nếu quân đội và xe tăng Nga tràn qua các vị trí của Ukraine, giành thêm lãnh thổ do Ukraine không có đủ đạn pháo, ông Jake Sullivan nêu rõ. Ngoài ra, ông Jake Sullivan khẳng định chính phủ Ukraine đã đảm bảo bằng văn bản rằng họ sẽ sử dụng bom chùm một cách rất cẩn thận để giảm thiểu rủi ro cho dân thường. Động thái trên diễn ra hơn một tháng sau khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn mà trên truyền thông phương Tây kỳ vọng tạo ra những đột phá quan trọng. Thế nhưng Kiev đã chịu tổn thất nặng nề trong khi đạt được rất ít bước tiến ở giai đoạn đầu của cuộc phản công. Còn Mỹ loay hoay thực hiện hết bước đi này đến bước đi khác nhằm tiếp sức cho quân đội Ukraine. Ông Mark Kansian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tổ chức tư vấn chính sách hàng đầu ở Washington DC cho rằng bom chùm có thể giúp Ukraine đẩy mạnh cuộc phản công nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đã mất, và trước đó Kiev đã yêu cầu phương Tây cung cấp loại vũ khí này để bắn vào các chiến hào của Nga. Nhưng ông Kansian lưu ý, bom chùm không phải là vũ khí thay đổi cuộc chơi và không một loại vũ khí đơn lẻ nào có thể tạo ra chiến thắng. Không có bất cứ một loại vũ khí nào có thể làm thay đổi cuộc chơi. Mỹ luôn hy vọng một số loại đạn dược hoặc vũ khí nào đó cung cấp cho Ukraine sẽ giúp họ chiến thắng. Đã có những cuộc thảo luận về hệ thống tên lửa Patriot, về xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay chiến đấu F-16 và giờ là bom chùm. Những vũ khí này khá hữu ích và khá hiệu quả trên chiến trường, nhưng chúng không thể giúp Ukraine có được chiến thắng. Theo nhà phân tích này, vấn đề đối với bom, đạn chùm là tỷ lệ phát nổ thấp. Bởi vì những loại bom, đạn này phát tán một số lượng lớn bom con, tỷ lệ nổ sẽ phụ thuộc vào cách chúng được thả. Thông thường tỷ lệ chưa phát nổ chiếm 2% và những quả bom chưa nổ sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Các loại bom chùm của Mỹ cũng không ngoại lệ. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, Bộ Quốc phòng đã tiến hành thử nghiệm các loại bom chùm trong kho vũ khí và những loại mà Mỹ đang xem xét cung cấp cho Ukraine sẽ không bao gồm các biến thể cũ với tỷ lệ chưa phát nổ cao hơn 2,35%. Nghĩa là cứ 2 quả bom mẹ được phóng đi thì có khoảng 3 quả bom con chưa phát nổ nằm rải rác ở khu vực mục tiêu. Nhưng tỷ lệ bom con chưa phát nổ được quan sát trong chiến đấu cao hơn 7 lần con số trên. Washington Post lưu ý, nhận thức được sự nguy hiểm của bom chùm, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cấm chuyển giao bom chùm có tỷ lệ chưa phát nổ trên 1%. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là nhà tài trợ lớn nhất cho hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu chưa phát nổ trên thế giới. Riêng trong năm 2022, nước này đã đóng góp 213 triệu USD cho hoạt động này. Báo Washington Post dẫn lời hai thượng nghị sĩ Patrick Leahy và Jeff McCley của Đảng Dân Chủ cho rằng việc Tổng thống Biden chấp thuận cung cấp bom chùm cho Ukraine là sai lầm nghiêm trọng.
Điều đó không chỉ đảo ngược chính sách của Mỹ kéo dài hàng thập kỷ, mà còn làm phức tạp thêm nỗ lực giả phá bom mìn trên toàn thế giới. Chưa kể, quyết định trên sẽ đi ngược lại với lập trường của 2/3 số thành viên NATO, cũng như nhiều đồng minh và đối tác khác vốn là thành viên của Công ước cấm sử dụng bom chùm. Đáng lo ngại hơn, Mỹ có thể bị rạn nứt quan hệ với những đồng minh chủ chốt, vốn đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phòng thủ tập thể chỉ bởi một loại vũ khí mà lẽ ra Washington phải dẫn đầu nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn. Cuối cùng, quyết định cung cấp bom chùm có thể làm xói mòn sự ủng hộ của các quốc gia khác dành cho Ukraine, và việc sử dụng chúng sẽ khiến Kiev bị lên án gay gắt. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.